Ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức thăm kiểm tra việc thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hải sản, Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô và Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Việt Thành. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. Tại các nơi đến, đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sản xuất, tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động, hỏi thăm người lao động về đời sống, mức lương, việc bảo vệ sức khỏe. Đại diện các doanh nghiệp cho biết đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư khiến các đơn vị gặp nhiều khó khăn vì chuỗi cung ứng bị hạn chế, đứt gãy. Được sự quan tâm hướng dẫn của địa phương, các doanh nghiệp đã nghiên cứu lựa chọn giải pháp phù hợp để sản xuất kinh doanh, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, đạt được một số kết quả khả quan. Trao đổi với doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương cố gắng thực hiện 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, đồng thời ghi nhận các khó khăn trong lưu thông, cung ứng vật tư hàng hóa, nguồn vaccine để tiêm cho công nhân. Việc luân phiên thay đổi lực lượng chưa có phương án phù hợp. Lãnh đạo Sở Công Thương ghi nhận các ý kiến đề xuất để tiếp tục tham mưu cho thành phố tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo phúc lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.